Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải của Vlog nha. Này, bịt mặt bịt mày đi thẳng vào mặt cậu nè cô chú anh chị, nhìn lấu lia lấu lẹ kìa kìa kìa. Mấy anh ơi đi đường ngoài, mấy anh giờ anh Lào ở đây lại anh ơi. Mấy anh cũng ở gần đây luôn sao mấy anh? Đi lấy thiều. Thanh Kim Huệ. Dạ không anh. Dạ chắc tuần này chị không lên là tuần sau á. Tại hai tuần chị lên lần. Anh đi đường trong. Ồ, bữa không có cái tượng đâu anh. Cái tượng đó sau ngày Vu Lan chiều chị Hồng Loan đem về nhà. Đi dọn đường trong. Bịt mặt bịt mày bịt chặt hết rồi cô chú anh chị, để Bùi Hải theo dõi nha, theo dõi tới cùng. Vô nữa. Nhưng tới mộ rồi bịt mặt bịt mày bịt chặt hết rồi cô chú. Đây Bùi Hải theo quay
cận cảnh, không bỏ sót ai hết. Con có làm gì không? Con thấy mấy người vô bịt mặt bịt chịch đó luôn không? Bữa nay có vấn đề gì ghi như bà con chú ha. Dạ, còn số 1 à. Từ giờ nam tới nữ bịt mặt hết. Bịt mặt hết nha bà con chú ha. Không ai mở. Bữa nay là chủ nhật ha, mình phải anh em phải cẩn thận nha bà con chú ha. Thôi ai nha, ai đi đâu làm gì làm đi, tôi ở đây tôi quay. Tôi theo dõi tới cùng. Theo dõi một cậu tới cùng, ai có ai bọn xấu vô làm này kia. Con là bịt mặt không được ba người. Nhóm ba người mà một người nữ hai người nam. Ai cũng ai cũng bịt mặt hết á. Mà trường hợp giờ là đàn bà phụ nữ thì nhiều, nhưng hôm nay cho hai người đàn ông đi theo đặng cho người ta không nghi á cô chú anh chị. Bây giờ là đang đứng bên kia kìa, đứng ở bên mộ của bác nhiệt kiều mà Bùi Hải đứng ngay một cậu để coi chút có quay vô nữa không. Không thấy anh em YouTube nào quay, chỉ có Bùi Hải đứng canh quay ở đây nè cô chú anh chị. Đứng kia đó đi vô đi vô đi vô đang đứng khoảng đó hả không chú chị ba người á. Rồi đi qua bên kia. Nhưng mà khi đứng hết rồi kìa chú chị. Đó, hai nam một nữ mà bịt mặt bịt mày bịt chịch hết luôn, không thấy ai quay với mẫu cậu của mình. Em quay rồi con chú chị thấy em quay cái rồi đi qua bên kia rồi. Em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị thấy video của Bùi Hải hay, cho Bùi Hải một lượt xem, một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Bùi Hải với tất cả kênh các anh em YouTube ở trên mộ. Bùi Hải chúc cho toàn thể cô chú anh chị được mạnh khỏe, phát lộc phát tài, vạn sự như ý nha cô chú anh chị ơi.